Xin chào các bạn, mình là Hanbi. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài review về mẫu Gunpla được Bandai phát hành vào tháng 8 năm 2019. Đây là Real Grade Nu Gundam. Thông thường thì bây giờ mình sẽ xoáy sâu vào phần lịch sử, nhưng mà cá nhân mình thấy phần lịch sử của Nu Gundam đó là một cái gì đó nó rất là thú vị. Cho nên là mình khuyên các bạn là nên tự tay tìm hiểu về phần lịch sử của Nu qua bộ OVA Char's Counter Attack. Và trong bài review này thì mình sẽ xoáy sâu vào phần model kit nhiều hơn. Như các bạn đã biết hoặc là chưa biết thì Nu Gundam là một mẫu Mobile Suit sử dụng hệ thống psycho frame. Nhưng mà trong anime và ở phiên bản High Grade Model Kit thì cái bộ psycho frame này nó lại không được thể hiện quá rõ. Mãi cho đến khi bác Katoki, chủ nhân của những mẫu Model Kit Ver.KA, quyết định tự tay thiết kế lại Nu Gundam thì lúc này Nu đã có được khả năng biến hình. Và dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng mà Nu Gundam Ver.KA vẫn có thể tách giáp ra để lộ ra những bộ psycho frame clear. Và có thể nói chi tiết này đã làm cho Nu trở thành Best Master Grade của năm mà nó được sản xuất. Đến với RG Nu Gundam thì mọi thứ nó không có suôn sẻ như vậy. Cơ thể của RG Nu cơ bản là vẫn sở hữu chức năng tách giáp. Cụ thể là ở phần vai, phần thân và phần chân. Nhưng một khi tách ra thì các bạn sẽ chỉ tìm thấy một bộ frame màu xám ở bên trong, chứ hoàn toàn không có một patch clear xanh nào để tượng trưng cho bộ psycho frame cả. Mình đoán rằng có một vài bạn sẽ suy nghĩ rằng không có bộ psycho frame xanh nó là một cái điểm khá là đáng tiếc ở con RG Nu này. Đối với mình thì không hẳn. Mình chỉ suy nghĩ trong đầu rằng là cái bộ psycho frame xanh đó nó là một cái thứ gì đó độc quyền cho phiên bản của Katoki. Và vì phiên bản RG được mô phỏng theo anime cho nên là không có cái psycho frame đó, nó cũng không bị trừ điểm anime accuracy cho lắm. Khi nhắc đến Real Grade thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua được bộ frame. Và là một người chơi RG lâu năm thì mình cảm thấy rất là vui khi mà Bandai đã áp dụng rộng rãi việc cho chúng ta tự build lên bộ frame thay vì là đúc sẵn như là những năm về trước. Điều này không chỉ kéo dài tuổi thọ của nhựa mà nó còn tăng độ cứng cáp của bộ frame rất là nhiều. Đầu tiên, khi nói về vũ khí thì chúng ta sẽ nhắc tới những thứ vũ khí cận chiến được trang bị trên người của Nu Gundam. Một beam saber lớn được trang bị ở phía sau backpack của Nu Gundam. Sẽ có hai beam effect đi kèm để mô phỏng lúc đang được sử dụng. Và bộ bàn tay cầm nắm của Nu sẽ được sử dụng để trang bị cái beam saber này. Một beam saber nhỏ được dùng như vũ khí dự phòng của Nu được trang bị ở cánh tay bên trái. Cái beam saber nhỏ này thì chỉ sử dụng effect phổ thông như của HG thôi. Tiếp theo các bạn có một tấm khiên, chốt cán khiên có thể xoay và điều chỉnh góc độ. Khi nhắc tới những món vũ khí tầm dài, đầu tiên chúng ta sẽ có một cây Beam Rifle được trang bị lên Nu Gundam bằng một bàn tay bóp cò bên phải. Khi không được sử dụng sẽ có một phần chốt mở ra để các bạn có thể trữ cây súng này lên phần mông của Nu Gundam. Tiếp theo là cây Hyper Bazooka với phần nòng có thể kéo dài ra và phần tay cầm có thể điều chỉnh góc độ. Khi không sử dụng, cây Hyper Bazooka cũng có thể được trữ trên phần backpack của Nu Gundam. Món vũ khí cuối cùng và cũng như là đặc trưng của Nu đó chính là Fin Funnel. Bộ Fin Funnel này có một chi tiết đã được cải thiện so với MG Ver.KA của những năm trước. Đó chính là phương pháp để kết dính những funnel lại với nhau. Những chỗ khớp kết dính đã được thay thế bằng một chốt C và một chốt trụ, làm cho bộ Fin Funnel kết nối với nhau một cách cứng cáp chứ không có rớt lột đột như là phiên bản MG Ver.KA. Ngoài ra thì trên bộ backpack, chỗ cắm beam còn có thể được thay thế bằng một patch khác để trang bị thêm bộ Double Funnel sẽ được Bandai bán riêng lẻ ở ngoài. Ưu điểm nổi bật cuối cùng của Nu đó là về kích thước. Có thể nói Nu là một trong những thiết kế Gundam sở hữu chiều cao khá là đột biến. Cho nên dù là ở tỷ lệ 1:144 nhưng mà chiều cao của nó có thể ngang bằng với lại một vài con Master Grade. Khi nói về phần nhược điểm thì cá nhân mình cũng phải nói rằng là con Nu Gundam này nó phải gọi là khá hoàn hảo rồi. Bản thân con model kit không có một cái lỗi nào mà mình có thể đề cập ở đây cả. Chỉ có một vài điểm mà mình cảm thấy Bandai hơi tham lam khi thiết kế con Nu này thôi. Cụ thể ở đây là phần chốt cắm base. Có thể nói là cái adapter này được thiết kế khá là thông minh, nó giữ được cả cơ thể và backpack để không tạo sức ép quá lâu lên một patch nào đó khi mà trang bị lên base. Nhưng mà phần cổ của adapter này nó được thiết kế để dành riêng cho loại action base mới mà Bandai vừa phát hành. Cho nên những cái base phổ thông hoặc là base từ những bên thứ ba mà chúng ta hay sử dụng đều không phù hợp với lại cái adapter này. Nhược điểm thứ hai đó chính là về cách trưng bày của bộ Fin Funnel. Không giống như phiên bản MG Ver.KA thì con RG Nu này nó không được tặng kèm base và bộ càng trong suốt để mô phỏng lại lớp funnel đang hoạt động. Cho nên là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có cách nào để trưng bày bộ Fin Funnel. Cho nên bây giờ chúng ta phải ngồi đợi Bandai ra một cái thứ effect nào đó để chúng ta mua, hoặc là đợi một bên thứ ba nào đó hack bộ effect này. Khi nói về biên độ cử động, các bạn sẽ có đầu và cổ trên hai khớp cầu, cho phép nhìn lên được nhiêu đây và nhìn xuống được nhiêu đây. Khớp vai có thể kéo ra ngoài, gập lên, gập xuống, gập về phía sau và gập về phía trước. Giáp vai di chuyển tách biệt, vai có thể đẩy lên trên, cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay, tay gập trên hai khớp. Giáp cổ tay có một khớp gập và cổ tay trên một khớp cầu. Riêng bàn tay cầm nắm còn có thêm một khớp gập để cho các bạn điều chỉnh góc độ. Cockpit có thể mở ra. Thiết kế bụng có hai khớp gập, cho phép các bạn kéo sang trái, sang phải, gập về phía trước và gập về phía sau. Váy trước trên một khớp gập và một khớp cầu, cho phép các bạn đẩy lên và đẩy ra ngoài. Váy ngang trên một khớp cầu, váy sau đẩy lên. Phần háng có một cơ chế để thay đổi chiều cao và được giữ cố định bằng một cái khóa. Chân đá lên rất là cao, xoạc quá ok, bắp chân xoay, chân gập trên hai khớp. Phần cổ chân khi gập thì sẽ kéo theo phần giáp. Cổ chân có thể xoay, thay đổi góc độ và mũi chân có thể bẻ lên. Vâng, có thể nói là góc độ camera review hôm nay có hơi kỳ lạ một tí, nhưng mà tôi có lý do riêng cho nên là không nói được. Có thể nói là cảm nhận riêng của tôi về con RG Nu này thì lúc mà tôi chưa cầm vào nó thì tôi có hơi gọi là sẽ nghi ngờ, tại vì ai cũng kiểu hype nó lên là nó là best RG của năm 2019. Thì sau khi mà tôi cầm vào và cảm nhận được con RG Nu này thì có thể nói là rất là hài lòng. Phải gọi là nó xứng đáng với lại những cái mà hype mà nó đang có, và nó có tiềm năng để trở thành một con, không phải là tiềm năng nữa, nó chính xác sẽ là con best của năm 2019 rồi. Tại vì đây bây giờ là tháng 8 rồi, cũng không có dấu hiệu gì nhiều so với việc Bandai sẽ ra thêm một con RG nào mới cả. Cho nên là mình tin chắc nó sẽ là best RG của năm 2019 này. Đây là những con RG rất là đáng có, ít ra là với giá tiền của nó. Đó, và cá nhân mình thì mình cũng vẫn chỉ thấy là Bandai có hơi tham lam khi mà thiết kế cái base và cái Fin Funnel nó thích hợp riêng cho những cái sản phẩm của họ thôi. Mình thì mình mong là sẽ có một cái bên thứ ba nào đó nhìn thấy được cái đặc điểm này và hack ra cái bộ effect đó để cho anh em chúng ta đỡ phải tốn tiền, đổ thêm tiền vào trong ví của Bandai. Thì đó là như thế thôi. Đánh giá thang điểm thì chắc chắn đây sẽ là một con 10 trên 10 rồi, không cả đi đâu được nữa. Đó là tất cả những gì mình muốn nói trong bài review của Nu Gundam lần này. Như mọi khi, hãy bấm đăng ký và bấm cái chuông để tiếp tục theo dõi những cái nội dung review mà kênh mình sẽ làm trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.